Đã chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Đại Vlog nha. Thì không gài cũng lâu rồi ha mọi người, tại không có lên video nha. Lý do là bên chỗ Cần Thơ của Đại dịch này kia quá trời rồi, với hàng này kia cũng không có gửi được nha mọi người, nên Đại ngưng lại. Nếu mà gửi được thì phí nó cũng cao nha. Thì nếu mọi người nào có yêu quý Đại và theo dõi kênh Đại thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho Đại ha. Rồi, thì hôm nay đã giới thiệu cho mọi người nè mọi người. Một con máy này là máy cổ nha mọi người. Máy này chắc trước năm 75 thì tới giờ á. Con này nó là G4C nha mọi người ha. Con này thì nó chạy cực khỏe luôn. Con này nó G4C. Cái bít tông của nó là 38 ly nha mọi người. Cái dên nó một khúc gì nè, rất là dài ha. Con này thì cô chú mấy chú lớn tuổi thì biết ha. Nó rất là lâu, nó lâu đời lắm rồi. Đó. Thì con này của nó là mọi người, cái bố nè mọi người, là cho không có gắn vô hay để là test mọi người xem ha, bố zin đó nha, vậy cui luôn đó. Thì cái con này á, nó xài cái bình xăng trên nha mọi người. Nè G4C nằm đây mọi người, này nó của Zenot nha, Komatsu ha. Đó, G4C bình xăng trên, bình zin luôn nha mọi người. Nó có lỗ thông hơi ở đây ha. Rồi đây là cái phá xăng, mở xăng của nó. Con này mà độ chế xe hay mà gắn cắt cỏ thì thôi luôn, thì khỏi có phải bàn nha mọi người. Đó, coi nè, rất là đẹp luôn nha. Bao nhiêu năm tháng rồi mà nó còn gì. Mọi người coi nè, nước sơn này kia còn y thinh luôn. Con này nó xài, đặc biệt nó xài chích lửa nha mọi người. Nhưng mà chích lửa thì nó không có chết bậy đâu nha. Nó tới năm tháng này rồi nè, nói chung là nó rất ok nha. Nhảy nổ cực kỳ luôn. Đó. Bồ của nó ha. Bồ chà bá luôn mọi người, bự lắm. Đại kiểm tra rồi này kia hết trơn nha mọi người. Nói chung là cái con máy này á là Đại vệ sinh, Đại tháo ra, Đại vệ sinh ở trong là kiểm tra đạn này kia luôn nha. Tại vì mọi người biết không, con máy này nó quá lâu rồi. Nó rất là lâu đời rồi nên phải kỹ mới được. Phải tháo ra coi ở trong nó có bụi bặm không, mình vệ sinh luôn. Như vậy mình chạy nó không có bị xước nồng nha mọi người. Cái nào đó thì có sao Đại nói vậy ha. Nhưng mà máy là bảo zin nha, chỉ tháo ra vệ sinh thôi. Đó, mọi người coi ốc nè. Ốc còn 7 màu luôn ha. Cực kỳ đẹp. Nước gam này kia, nước sơn này kia mọi người coi đi. Ốc tán của nó nè. Quá trời đẹp luôn. Tại vì hàng bây giờ mọi người gửi phí, trời ơi trời, phí gửi gì đâu mà trên trời á, gửi nó gấp đôi ngày xưa đó. Mà hàng cồng kềnh đi lại khó lại lâu nữa, rồi rủi ro cao lắm đó. Thôi thà Đại không bán, Đại ngưng ha. Khi nào mà nó ổn định lại rồi thì Đại sẽ bán cho mọi người ha. Máy đợt này về cục đẹp nhiều lắm nè mọi người, nhưng mà máy đẹp lắm nha. Mình có dây nè đó, đây có chữ nhật luôn nè. Giờ nó đã test nổ ha. Đây. G4C test nổ cho mọi người ha. Cái logo nó nè. Thương hiệu nó đó. Rồi, lỗ bô nó nằm dưới nha mọi người. Nằm dưới đây nè. Đó. Giờ đã test nổ ha. 38 ly nha. Khủng lắm, chạy khủng lắm, khủng nha mọi người. Nó nhảy nổ lắm. Ở đây mở xăng ha. Mở xăng đây. Đại cũng mới vệ sinh xong mọi người, tay chân thấy ghê nè. Giờ đem ra test luôn nha mọi người nè. Đi xíu ẩm còn đút ăn nữa. Hơi nè. Mọi người hơi không? Tắt đây nha mọi người. Cái này lớn nha. Đó. Một tán là 7 màu hết. Găm tay nó giật cũng cả vấn đề mọi người, nó bồ dữ rồi mọi người. Hổ lắm nha. Đừng thấy nó cổ mà nó có nổi nha mọi người, không có đâu. Đó, máy
em gu luôn nha. Trên mỏng này kia tất cả nó không có xào lắc vậy cho mọi người ra nè. Nghe không? Tay biên tay dên này kia đồ đạn các kiểu này kia là không có bị xào gì luôn ha. Nhẹ nổ mọi người. Này cho anh em nào sưu tầm ha. Chế cháo rồi, che cộ rồi nha. Đó. Cái vít lửa nó đều, nó ấy nó mới được như vậy nha mọi người. Đánh lửa tốt. Tốt nó mới được vậy ha. Nhỏ nó hiểu nó quá tắt hơn nha mọi người. Đã giới thiệu với con G4C cổ tới đây là kết thúc nha. Thì mọi người nào cần thì liên hệ cho Đại hoặc nhắn tin Zalo cho Đại nha. Rồi Đại chào tất cả mọi người ha.